Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã làm sạt lở đất đá trên tuyến đường liên xã Minh Ngọc, Thượng Tân, đoạn km 7, ngã ba đường đi thôn Ngàm Pia, xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Cụ thể, trên tuyến đường liên xã Minh Ngọc, Thượng Tân, đoạn km 7, ngã ba đường đi thôn Ngàm Pia, xã Yên Định, có điểm sạt lở đá ta luy dương từ trên núi xuống. Có tảng đá lớn ước khoảng trên 30 khối, bao phủ gần hết mặt đường, gây cản trở cho các phương tiện lưu thông qua đây. Đây là địa điểm có nguy cơ sạt lở đá rất cao. Ngay khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã vận động người dân sống trong khu vực đưa phương tiện đến khu vực bị sạt lở để khắc phục sự cố. Dự báo trong những ngày sắp tới, tình hình mưa vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Chính quyền địa phương và ngành chức năng cần tích cực kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu và luôn có phương án chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những đoạn có nguy cơ sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt theo phương án 4 tại chỗ. Cùng với đó, tiếp tục kiểm tra thực tế, thống kê thiệt hại để đề xuất các giải pháp khắc phục.